vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Để tôi đánh chết đó. Dù sao nó cũng là vợ mày, mày làm vậy đâu có được. Vợ gì mà vợ, nó là con tôi. Tôi làm lòng vất vả lo cho cái gia đình này, anh bảo tôi tội là tội sao hả? Vậy chứ mày biết tao muốn gì, cần gì không? Hả? Sao mày kiểm soát tao hoài vậy? Cái đó không phải là kiểm soát, tôi chỉ quan tâm anh thôi à. Mày nói nữa tao đánh chết mày đó. Thôi. Trời ơi, hai đứa thôi đi. Tú ơi, con đừng có nói nữa mà má sinh con đó. Má, con xin lỗi đã để má khổ sở khi thấy những cái chuyện này. Má sống với con, má hiểu con mà. Má xin lỗi con. Anh cứ như vậy hoài á, con phải đi thôi má. Là vợ chồng nhưng cả hai không hề có tiếng nói chung. Tú vẫn thương chồng nhưng tính tình không kiểm soát và cằn nhằn. Con cứ ở lại với má. Con Đại vẫn là một người đàn ông tốt nhưng cọc cằn, mỗi khi không kiềm nén được cảm xúc cá nhân là đánh vợ. Dạ, chuyện này là sao vậy chị? Nè, thì coi đi, nhậu xỉn là đưa về giùm đó. Mà thiệt tình luôn, đi trên đường á tay chân đụng chạm. Ui, nó có làm cái gì vậy? Bây giờ đó mày coi mày nói chuyện cho nó hiểu đi. Hàng xóm tao mới đưa về chứ người lạ nãy giờ đạp lọt xong rồi đó. Sao anh tệ dữ vậy hả anh Đại? Đi vô chồng với em. Biên, tao không cần thứ vợ như mày. Tự tao đi được. Cố gắng chịu đựng chồng nhưng bản thân Đại càng ngày càng sa lầy vào rượu chè, nên Tú quyết định tạm rời xa chồng. Tú à, má biết á, con đã chịu đựng chồng con nhiều rồi. Không biết khi nào á, thằng Đại nó mới tử tế, nó mới sống đàng hoàng. Má ơi, bây giờ có trách móc hay than vãn cái điều gì đâu má. Con phải tạm xa má và anh Đại một thời gian. Hy vọng anh sẽ thay đổi. Con sẽ quay về với má nha má. Bây giờ má có ngăn cản con cũng không giải quyết được gì. Má con cứ đi đi. Nhưng mà lâu lâu á, con nhớ liên lạc với má nha con. Dạ, thôi má con đi.
Chính sự ra đi của người vợ này khiến cho con người Đại có phần nào thay đổi. Nhưng liệu sự thay đổi này có làm cho Tú quay trở lại khi người đàn ông này đã biết tu chí làm ăn? Xe ôm anh? Ủa giờ này còn chạy xe ôm hả anh? Chứ anh từ sao tới đây nên không biết. Tôi chạy xe đi được hơn 3 năm rồi. Vậy anh chở tôi tới khu công nghiệp Thuận Giao đi. À, cái khu công nghiệp mới xây dựng đó hả? Ừ đúng rồi anh. Lên xe. Dạ. Rồi, đó. Tháng này con nhìn dụng được nhiêu đây á? Má cầm đi. Phải chi mấy năm trước á, mày biết tu chí làm ăn như vậy, sống đàng hoàng, thì con Tú nó đâu có bỏ mày như vậy. Thôi bỏ đi, hết duyên thôi. Rồi bây giờ mày định không tìm nó hay sao? Cũng có, nhưng mà nghe người thân nó nói bây giờ nó có gia đình khác rồi. Thôi bỏ đi. Hồi xưa tụi bay sống với nhau, tụi bay không chịu làm hôn thú, thành ra bây giờ nó có gia đình khác đâu trách nó được. Tôi gửi anh. Cũng cảm ơn anh nha. Thấm thoáng một năm qua anh chở tôi đi làm rồi. Thì anh ở trên thành phố xuống, ngay đúng chỗ này có mình tôi chạy xe ôm. Chạy xe ôm cũng cực, sao anh không tìm công việc gì khác đi? Biết làm gì đâu. Hồi nhỏ không học hành đàng hoàng tử tế, giờ chỉ biết làm mỗi ngày này. À, tôi có một ông anh trên thành phố đang cần tìm người coi nhà với chở con ông đi học. Nếu anh chịu lên đó làm và ở đây luôn, tôi giới thiệu cho. Thiệt hả? Vậy giới thiệu tôi đi. Lương cao mà đi xa tôi cũng làm. Được rồi, có gì tôi liên hệ ông cho. Lời nói của người khách quen làm cho Đại suy nghĩ. Với quyết tâm kiếm thêm tiền nhiều hơn thì người đàn ông này đã đồng ý và tìm đến chỗ Tuấn Chỉ. Vô đây. Công việc của anh thì không có gì phức tạp lắm. Anh chỉ cần quán xuyến chuyện nhà cửa, đưa đón con tôi học hàng ngày là được rồi. Lương 15-20 triệu một tháng đối với tôi không thành vấn đề. Quan trọng là vợ con tôi hài lòng là được rồi. Dạ. Cố gắng nha. Dạ ơi. Dạ. 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 Anh mới về. Giới thiệu với em, đây là nhân viên mới. Cứ nghĩ đây là chỗ làm việc tốt, có cơ hội thu nhập hơn về nghề chạy xe ôm ở quê. Nhưng duyên số đưa đẩy, Đại lên làm việc đúng ngôi nhà mà Tú sống cùng chồng. Anh làm cái gì vậy? Sao tìm tới tận đây? Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Thật ra là anh Tuấn, em của anh Khải giới thiệu, chứ tôi cũng không biết đây là nhà của chồng em. Anh có biết tôi phải khó khăn lắm mới chấp nhận làm vợ sau của anh Khải và phải nuôi con riêng của anh ấy nữa. Thì xin anh đó, anh không biết tôi có gia đình. Tôi hứa tôi sẽ không nói gì hết. Má ba đang bệnh ở dưới quê. Tôi xin em, chỉ có làm ở đây á, tôi mới đủ tiền lo thuốc men cho bà. Em đừng có đuổi việc tôi. Phải trước đây anh cũng suy nghĩ như vậy thì chúng ta đâu có gặp nhau trong tình cảnh này. Với lời cầu khẩn này thì Tú cũng không nỡ đuổi Đại nghỉ việc. Nhưng cuộc sống vốn có những việc không như mình mong muốn. Ủa Đại, tại sao cái bình cổ tôi lại có vết nứt? Cậu mà ăn cái kiểu gì ẩu tả vậy? À, dạ thì tôi dọn dẹp như bình thường thôi. Chuyện đó sao tôi biết? Hôm bữa con thấy chú bỏ mạnh lắm. Chú... Con nít nó không có biết nói dối.
Nếu cậu lỡ làm thì cậu cứ nhận đi, không lẽ tôi bắt đền cậu? Dạ em biết rồi, em xin lỗi. Hai mẹ con ra đây uống trà sữa, đi. Yeah. Khải vốn có tính gia trưởng nên có phần cứng ngắc với Đại. Về phần Đại cũng cố nhịn để làm ăn. Có thật là chú Đại làm nứt cái bình gỗ không con? Dạ không, con nói xạo để cho ba chửi chú chứ con đâu có thấy gì đâu. Sao con lại nói như vậy? Tại hôm trước con bảo chú rất trễ cho con ở lại chơi bạn một chút, nhưng chú lại không chịu bắt con về sớm. Trời, có vậy mà con cũng giận chú Đại nữa hả? Dạ. Mai mốt á, con không có nói như vậy nữa nha. Dạ. Em. Dạ. Có chuyện gì với anh? Thằng Đại chở bé Nai về nhà chưa? Ủa, em tưởng anh Đại rước con rồi chở qua công ty cho anh rồi chứ. Nó không có chở qua công ty. Anh chờ sốt ruột quá, anh quay lại trường thì bảo vệ nó về lâu rồi. Anh gọi cho anh Đại thử coi. Điện thoại nó khóa máy mất tiêu rồi. Anh chờ em vô thay đồ rồi chở qua cô giáo chủ nhiệm hỏi thử. Vô con. Chiều giờ á, điện thoại chú hết pin, ba con không liên lạc được, chắc là lo lắm. Bây giờ chú vô nấu cháo cho con ăn nha. Dạ thôi con nằm đây, con để ba con về, ba con dẫn đi ăn gà rán. Đại, mày dắt con tao đâu tôi chịu giờ vậy? Hồi chiều bé Na nó đòi qua nhà bạn đưa quà sinh nhật, với lại điện thoại em hết pin, không có mở định vị được, cho nên là đi lạc. Còn mày không biết tìm cách nào để mày sạc pin thôi, mày gọi tao cho tao đỡ lo hay sao? Mày ăn cái gì mà mày ngu quá vậy? Tại bé Na nó hối quá, với lại đường tắt mà anh. Mày. Thôi, anh bớt giận. Bé Na cũng về rồi. Hai cha con lên lầu đi, rồi xuống ăn cơm với em. Con gái. Lần sau anh. Dạ tôi ngủ. Dạ em xin lỗi, tối qua em bị sốt, đi làm hơi trễ. Kể từ ngày hôm nay, cậu nghỉ việc đi. Tôi thấy thời gian vừa qua, cậu không ổn về mọi mặt trong công việc. Tôi sẽ cho tiền cậu để cậu trang trải trong lúc tìm công việc mới. Tại sao? Em cũng có cố gắng mà anh. Tao đã kêu mày nghỉ việc thì mày nghỉ việc đi. Mày cố gắng không là chuyện của mày. Là mày đúng không? Không liên quan gì tới tôi. Chuyện giữa anh và tôi đến anh Khải còn chưa biết. Vậy thì tại sao? Chuyện hôm trước của bé Na tao cũng đã xin lỗi rồi mà. Không phải chuyện đó. Vậy thì tại sao? Thì anh Khải thấy không vừa mắt thì anh đuổi thôi. Nhà này cũng nhiều người bị như vậy mà. Nhưng mà tao đã làm gì sai chứ? Thôi, nếu anh cần, tôi cho anh ít tiền, rồi anh tìm việc khác đi. Tao không cần.
ấm ức mình bị đuổi việc, Đại cứ nghĩ là Tú xúi nên người này bắt đầu tư thù chính vợ cũ của mình. Tao phụ mày tới đây thôi, mồ mã cũng xong rồi, nghỉ vài ngày rồi đi làm lại nha. Khi bị đuổi việc, Đại về quê tiếp tục sinh sống bằng nghề chạy xe ôm, nhưng cú sốc tiếp theo dẫn đến tâm lý người đàn ông này bất ổn chính là cái chết của bà Thu. Buôn chuyện mẹ mất, người đàn ông này trở nên cô đơn, trống vắng. Vẫn mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, nhưng đôi lúc Đại thường mượn rượu để quên đi nỗi buồn, thậm chí có thể uống rượu bất kể giờ giấc. Anh ơi, còn chạy xe không? Em về xã Nhị Bình. Ủa, cô Thắm về làng hả? Là anh. Tao tưởng mày về, mày phải ngủ ngon trong phòng lạnh, hay là đi xe bốn bánh về rồi chứ. Tôi với anh Khải chia tay rồi. Chứ không phải nó biết mày là kẻ lừa đảo và tống cổ mày đi hả? Anh năn nói cho cẩn thận, tôi không lừa đảo ai hết. Chỉ là tôi không có gan để nói cho anh Khải biết sự thật. Chuyện hôm nay do tôi với anh Khải không hợp nhau mà thôi. Mày còn ngon mà, cứ quen Đại một thằng rồi nằm ngửa ra cho nó ăn rồi lấy nó. Anh tôn trọng tôi đi nha. Số tôi lần đần chứ không có nằm nghiêng nằm ngửa gì hết trơn á. Anh chạy xe mà say xỉn như vậy thì tôi cũng không đi đâu. Mày tưởng có chút đỉnh tiện thì đánh tao hả? Ức chế nhiều chuyện trong đầu, có tí hơi men, người đàn ông này đã cố tình chạy xe đâm vào Tú cho đã cơn giận. Nghĩ rằng cú đâm xe này cũng như những trận đòn trước đó của mình dành cho vợ, Đại đã ung dung về nhà. Nhưng sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu và người nhà trình báo thì cơ quan công an trích xuất camera nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên đã lập hồ sơ khởi tố vụ án. Anh Đại, đêm qua mấy anh em dân quân đã đưa chị Tú đi cấp cứu. Tôi... ai biểu nó khích tôi? Dù chị ta có khích anh hay như thế nào đi nữa, anh cũng không có quyền làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. May mắn là chị Tú qua các lời khai và dấu vết hiện trường, hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã phạm tội cố ý giết người, nhưng nạn nhân còn sống là do may mắn. Trước bên móng ngựa, bị cáo đã phải cúi đầu chịu mức án 12 năm tù. Sự tức giận không biết kiềm chế và hệ quả của việc mượn men rượu để quên đi nỗi buồn đã khiến cho Đại chịu cái giá quá đắt cho cuộc đời của mình. Những tháng ngày trong lao tù, hy vọng rằng người thanh niên này biết ăn năn và sám hối những tội lỗi mình đã gây ra.
tôi với anh Khải chia tay rồi. Chứ không phải nó biết mày là kẻ lừa đảo và tống cổ mày đi hả? Anh năn nói cho cẩn thận, tôi không lừa đảo ai hết. Vậy là tôi không có gan để nói cho anh Khải biết sự thật. Tú nên có những lời chia sẻ thật với Khải, vì giai đoạn này Đại cũng đã chấp nhận sống an phận để kiếm tiền mưu sinh là chính. Gian dối hay che giấu bất cứ điều gì, về sau người khác biết được sẽ nghĩ xấu cho mình hơn. Em nghĩ anh không nên để anh Đại làm việc ở đây nữa. Sao vậy em? Bộ có chuyện gì hả? Ban đầu em định không nói, nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà có chuyện gì em phải nói rõ cho anh hiểu chứ. Em và anh Đại cùng quê và cũng từng chung sống với nhau như vợ chồng, chỉ là chưa đăng ký kết hôn mà thôi. Em nói cái gì? Như vậy là em đã từng có một đời chồng hả? Dạ. Em xin lỗi vì không dám nói ra sự thật với anh. Nhưng hôm nay em đã nói ra rồi, mọi chuyện còn lại thì anh quyết định. Thôi được rồi, anh biết mình đã phải làm gì mà. Cảm ơn em đã nói ra sự thật. Con phải tạm xa má và anh Đại một thời gian, hy vọng anh sẽ thay đổi. Con sẽ quay về với má nha má. Bây giờ má có ngăn cản con cũng không giải quyết được gì. Bà Thu để Tú bỏ đi lúc này cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng mà cá nhân người mẹ này phải khuyên con dâu ở lại và cùng Tú có những buổi nói chuyện đúng lúc để xây dựng Đại. Nếu thật sự Đại yêu thương gia đình thì sẽ phải sửa chữa để cuộc sống tốt hơn. Còn không, chính bà Thu nên nhờ chính quyền địa phương can thiệp để răn đe. Về phần Đại đã có gia đình thì nên tu chí làm ăn, đừng hệ lụy vào rượu chè quá nhiều, vì như thế chắc chắn sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Không, con không đi đâu hết á. Bây giờ tạm thời con qua nhà con Linh á, em họ của thằng Đại á, con ở đi. Rồi ở đây á, má sẽ lựa lời khuyên nhủ chồng con. Con nó thay đổi như thế nào rồi má sẽ đón con về. Như vậy anh có thay đổi thiệt không má? Ừ, nếu mà nó không thay đổi á thì má sẽ báo chính quyền. Chứ không thể nào để nó nhậu say xỉn như vậy mà về hành hạ vợ, không có được.